Chào các bạn, hôm nay Katana đã trở lại để nói về một cái chủ đề khá là phổ biến trong giới chơi dao. Đó là sự khác nhau giữa dao Nhật và dao Đức. Ở đây thì mình sẽ nói khía cạnh về dao bếp. Và ở đây mình có hai bộ, là một bộ dao Duy Linh của Đức và một bộ dao Tojiro của Nhật Bản. Hai bộ đều là hai dòng dao khá là nổi tiếng tại Việt Nam, của Đức và của Nhật. Thì nói chung là mỗi con dao sẽ có một điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nó không phải là kiểu con dao này tốt hơn con dao kia hay là dòng dao kia tệ hơn dòng dao này. Nó chỉ là vấn đề sử dụng và sở thích, xem con dao nào sẽ phù hợp nhất với sở thích cũng như thói quen nấu ăn của bạn. Thì đầu tiên, yếu tố ảnh hưởng đến sự khác nhau của các dòng dao thì đương nhiên sẽ là văn hóa. Cho dù là Nhật hay là Đức thì mỗi loại dao đều sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa của họ. Ví dụ như là người Nhật thì họ tin rằng sẽ có một công cụ hoàn hảo cho một mục đích rõ ràng. Như vậy thì họ sẽ sử dụng từng dao riêng cho một mục đích cụ thể. Ví dụ như là khi thái rau củ thì họ sẽ dùng con dao Nakiri đầu vuông này, hay là thái thịt cá thì mọi người sẽ dùng con dao Chef đầu nhọn. Đó, thế là bộ dao của Nhật thì nó sẽ gồm rất là nhiều những cái loại dao có hình dạng lưỡi khác nhau để làm nên một set dao bếp cơ bản trong gia đình. Đây là con Santoku. Đó, thì thường độ dài lưỡi dao mà họ chọn sẽ rơi vào tầm 8 inch, tức là tầm 16,5cm đến 18cm. Họ sẽ dùng riêng dao thái rau thì để thái rau, dao thái thịt thì chỉ để thái thịt, và dao đa năng thì có thể dùng chung. Đó là đặc điểm đầu tiên của dao Nhật. Trong khi đó thì người Đức họ đánh giá rất cao tính linh hoạt và độ bền trong các công việc bếp núc. Do đó thì họ đã thiết kế ra những con dao khá là đa năng, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Đó là điều khác biệt đầu tiên. Như các bạn có thể thấy thì trong bộ dao của Đức thì gần như hình dạng lưỡi dao của họ giống nhau hoàn toàn, chỉ khác về chiều dài lưỡi dao. Nghĩa là dao dài để thái thịt, rồi dao ngắn để thái rau, hoặc là đó, kiểu như nó sẽ phù hợp với cả cái kích thước của thực phẩm được thái, chứ nó không khác biệt quá nhiều về hình dạng lưỡi dao như là đầu tròn hay là đầu vuông các thứ. Đó, đấy là điều đầu tiên về ảnh hưởng của văn hóa Nhật. Thứ hai là thép dùng, điều khác biệt thứ hai là thép dùng cho lưỡi dao. Dao Nhật thì điển hình được biết đến vì độ sắc bén của nó. Dao Nhật thì là hậu duệ trực tiếp của kiếm samurai. Những con dao này thì chỉ cần phớt nhẹ để thái lát hoặc là để cắt đứt. Nói chung về độ sắc của những con dao Nhật thì khẳng định là hết sức tuyệt vời. Nguyên nhân chính khiến chúng quá sắc bén là do độ cứng tuyệt vời của thép được dùng làm lõi lưỡi. Dao của Nhật thì được chế tạo bằng thép có độ carbon rất là cao. Toàn bộ dao thì có độ cứng đạt từ 50 đến 60 HRC trong thang đo Rockwell. Chính vì điều này thì các con dao Nhật được tạo góc vát lưỡi tốt và giữ bén rất là lâu. Tuy nhiên, có một cái nhược điểm, đấy là để dao mà làm bằng thép carbon cao đồng nghĩa với việc chúng dễ bị rỉ. Độ cứng cao thì khiến cho dao giòn và dễ gãy. Người Nhật thì họ khắc phục điều này bằng cách là áp dụng phương pháp rèn kiếm lên dao, đó là phương pháp ghép lõi. Họ ghép nhiều lớp thép lại. Lớp cứng nhất, lớp thép cứng thì sẽ ở giữa, các lớp mềm sẽ ghép bên ngoài, để nên làm cho con dao vừa bén vừa đàn hồi và không bị gãy mẻ. Đó chính là kết cấu lưỡi dao ghép của Nhật. Đó là tại sao mà các bác nghe các con dao Nhật nào thì dao 3 lớp, nào thì dao 37 lớp, hay thậm chí là con dao Sơn đến 69 lớp là như vậy. Đó. Trong khi đó thì dao Đức họ rất là cứng, được biết đến có thể dùng để đập được. Họ muốn sắc bén nhưng cũng rất là muốn bền và dễ bảo quản. Họ nên là họ ưu tiên dùng cái thép mềm hơn để làm lõi lưỡi dao. Lép thép, họ dùng thép mềm hơn trên lõi lưỡi dao và xung quanh để làm cho nó giảm cái khả năng bị mẻ, bị gãy và bị rỉ. Tuy nhiên thì vì thép mềm hơn nó sẽ không bao giờ giữ sắc bén như một con dao Nhật Bản, và bạn sẽ cần phải mài thường xuyên hơn, dễ chăm sóc đi kèm với tăng chi phí mài bén và ngược lại. Đó, đấy là điểm khác biệt thứ hai về góc vát lưỡi dao. Điểm khác biệt thứ ba là góc vát lưỡi dao. Trước hết, mình có hai loại dao, đấy là dao vát hai mặt hay là dao mép đôi và dao vát một mặt, tức là dao mép đơn. Một số dao của Nhật có mép đơn hoặc thậm chí là có kích thước mép khác nhau. Thông thường khi nói đến các loại dao có mép truyền thống và góc vát 10 độ thì có nghĩa là nó góc vát ở hai bên mép, tạo nên góc mài 20 độ của lưỡi dao. Đó, mép góc mài của Nhật thường nhỏ hơn của Đức. Đó chính là một yếu tố nữa khiến dao Nhật có độ sắc cao hơn rất là nhiều so với dao Đức. Người Nhật làm dao cả dao vát một mặt và dao vát hai mặt.
Trong cả hai trường hợp thì góc vát mép của dao Nhật luôn nhỏ hơn dao Đức. Trong dao Nhật Bản thì các góc mài dao thường thì sẽ là giữa 7 đến 8 độ, cho phép nó có thể thái lát rất là dễ dàng. Chẳng hạn như việc thái cá sống mà không làm hỏng cái mặt cắt của lát thái cá. Do đó thì giữ được cái hương vị và kết cấu của miếng sashimi chẳng hạn. Đó. Một lần nữa thì họ có thể tạo ra góc độ này nhờ độ cứng của thép được sử dụng. Đó. Mép dao Nhật thì mỏng hơn dao Đức, cho nên là dao Nhật sắc hơn. Bù lại thì dao Đức sẽ có độ cứng cao hơn. Lưỡi dao Đức thì dĩ nhiên thường được tạo ra ở khoảng góc 10 độ, làm cho chúng không được sắc như một con dao điển hình của Nhật. Tuy nhiên thì với góc vát rộng hơn thì có thể bù đắp cho cái sự sắc bén bằng sự linh hoạt và đầm tay. Nó có thể cắt không ngọt nhưng mà sẽ có lực để bù lại. Cũng chính vì thế mà dao Đức thường dày hơn dao Nhật. Về trọng lượng dao thì về mặt văn hóa đi, người Nhật thì họ không được xem là người khỏe. Trong chiến tranh thì họ dựa vào kỹ thuật chiến đấu và độ sắc bén của thanh kiếm samurai để đánh bại đối thủ. Trong nấu ăn thì chiến lược của họ cũng hoàn toàn tương tự. Bằng cách rèn một lưỡi dao sắc bén thì họ có thể cắt đồ ăn mà không cần dùng quá nhiều lực. Thế nên là các loại dao Đức thường thì sẽ nặng hơn. Có nghĩa là mặc dù chúng không có lưỡi cực sắc như dao kéo của Nhật, họ dùng trọng lượng dao để mượn lực cắt. Đấy là lý do tại sao những đầu bếp mà đã dùng dao Đức rồi thì sẽ thích dùng dao có trọng lượng nặng hơn, người ta gọi là đầm tay á. Đó là một số sự khác nhau tiêu biểu của dao Nhật và dao Đức. Ngoài ra thì còn một số sự khác nhau về lưỡi dao hoặc là khi sử dụng. Thì các bác còn thấy điều gì khác biệt ở hai dòng dao này nữa? Các bác thích sử dụng dao nào hơn thì cùng bàn luận ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi.